Aquaseline, lăn nách không mùi đến từ châu Âu, nay đã có thêm dung tích 20ml. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin 24 giờ trên kênh ống kính hậu trường. Mới đây, Thúy Ngân khiến fan rộn ràng khi hé lộ ảnh cưới vô cùng lộng lẫy. Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng với lượng tương tác lớn cùng những lời chúc phúc. Theo đó, nữ diễn viên đăng tải hình ảnh trong bản thân bản lẽ tại hôn lễ với trang phục váy trắng, tay cầm bó hoa cô dâu đến kèm dòng trạng thái: "Hôm nay em cưới rồi." Chẳng cần phải trang điểm quá cầu kỳ, nhan sắc của nàng dâu vẫn vô cùng nổi bật và ngọt ngào trong ngày trọng đại của chính mình. Trong khi đó, hình ảnh chú rể chỉ lấp ló với đôi bàn tay và tấm hình cưới mờ mờ phía sau. Phía dưới bài đăng, rất nhiều bình luận từ phía người hâm mộ dành lời khen cho nhan sắc của cô nàng, đồng thời lên tiếng chúc phúc cho cặp đôi khi đã về chung một nhà. Dân tình như mở cờ trong bụng và hào hứng đón chờ lễ cưới sẽ được diễn ra. Trên thực tế, những hình ảnh này vốn dĩ là một đám cưới trong bộ phim mà Thúy Ngân đang đóng. Bởi vậy, nó nhận được rất nhiều sự mong chờ của khán giả khi hai nhân vật họ yêu thích cũng đã thành đôi. Nhiều người cũng bày tỏ sự tiếc nuối vì đây chỉ là hình ảnh trên phim chứ không phải thực tế và hy vọng. Thúy Ngân cũng sớm tìm được người bạn đời ưng ý để lên xe hoa. Trước đó, cây táo nở hoa từng tung ra những hình ảnh hậu trường, trong đó cô dâu Châu, Thúy Ngân, khiến dân tình ngất ngây vì nhan sắc ngọt ngào, trông trẻ trong bộ váy cưới lộng lẫy. Khác hẳn với vẻ lạnh lùng thường thấy trong các tập phim vừa qua, Châu, Thúy Ngân của cây táo nở hoa đẹp đến nao lòng trong bộ váy cưới tinh khôi. Ngoài hình ảnh hậu trường các cảnh trong phim, nhà sản xuất còn tung cả ảnh hậu trường giấu mặt chú rể để fan đứng ngồi không yên. Trong hậu trường cảnh quay buổi tự váy của Châu, Thúy Ngân chia sẻ: "Nói ra hơi ngượng, mặc dù chỉ là cảnh quay phim thôi, nhưng Ngân lại có cảm giác hồi hộp khi được mặc bộ váy cưới đẹp thế này." Ngân liên tưởng đến ngày cưới của mình. Hôm đó, không biết mình sẽ mặc kiểu váy cưới nào, có xinh không? Đây không phải là lần đầu tiên Ngân diễn vai cô dâu, nhưng không hiểu sao, hôm nay mặc chiếc váy cưới lộng lẫy này, mình cảm thấy mình rất nhỏ bé và nghĩ đến chuyện lấy chồng. Thúy Ngân được biết tới là một trong những nghệ sĩ đa di năng trong làng giải trí Việt. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất được đánh giá là ổn định và giữ vững phong độ một diễn viên thực lực, cô nàng cũng lấn sân làm MC và tham gia nhiều chương trình truyền hình. Cô xuất thân từ một cuộc thi nhan sắc và con đường đến với showbiz được nhận xét là khá suôn sẻ. Hiện tại, những diễn viên vô cùng đắt show với sự xuất hiện phổ biến trên sóng truyền hình. Chính sự duyên dáng, đáng yêu giúp Thúy Ngân giành về nhiều tình cảm từ công chúng. Song hình tượng của Thúy Ngân cũng không ít lần vướng phải tranh cãi của khán giả vì cho rằng cô nàng vẫn chưa thực sự là cây hài cứng trong các chương trình. Đôi lúc bị nhận xét là dẹo. Bỏ qua những đánh giá trái chiều, để diễn viên từng ngày trau dồi bản thân, tiếp thu những góp ý, cô nàng vẫn nhận được sự ủng hộ từ phần đông khán giả. Sự nghiệp lên hương, người hâm mộ cũng hy vọng đường tình duyên của Thúy Ngân sớm nở hoa, giúp cô tìm được bến đỗ cho mình. Đặc biệt, những tấm ảnh diện váy cưới sẽ không chỉ là ở trên phim nữa. Sau khi chính thức được công bố, dàn cast Running Man Việt Nam mùa 2, chơi là chạy, đã có những lời nhắn nhủ đầy thú vị đối với các thành viên còn lại. Những tin nhắn này càng khiến fan phấn khích, chờ đợi ngày chương trình chính thức lên sóng. Đầu tiên là Trường Giang, anh cả của Running Man mùa 2. Nam nghệ sĩ bày tỏ mong muốn sẽ là người giải cứu các đàn em của mình khi cần, nhưng đồng thời anh cũng sẽ có cách chơi riêng nên dàn cast cũng phải dè chừng. "Tôi vẫn là tôi nhưng sẽ biến hóa linh hoạt và không chơi bằng sức nhiều, bởi tôi chơi bằng trí não", Trường Giang chia sẻ. Ngoài ra, nam nghệ sĩ cũng nhắn nhủ đến khán giả, hy vọng mọi người sẽ đón xem chương trình bởi Running Man mùa 2 được đầu tư hơn mùa trước. Anh nói, mọi người hãy chờ đón Running Man Việt Nam bởi đơn giản tính đến thời điểm này, không có chương trình nào trong năm nay đầu tư qua Running Man Việt Nam, kể cả con người, tiền bạc, trí tuệ. "Nếu biết chương trình nào đầu tư hơn, gọi cho tôi mời ăn cơm miễn phí một năm. Hy vọng mọi người sẽ yêu thương và đón xem mỗi tuần, không phí thời gian của các bạn đâu." Cần cả Running Man Việt Nam, lẫn rap Việt Nam này, Karik rất sung sức cho hành trình sắp tới. Và mặc dù chấn thương chân, nhưng khi tham gia Running Man Việt Nam, anh không xem đó là vấn đề, vì đã thích là liều. Tự coi mình là ẩn số của chương trình, Karik khẳng định anh đã chuẩn bị sẵn sàng để chinh chiến. Một trong những cái tên được chờ đợi quay lại mùa 2 nhất là nữ hoàng cơ hội Ninh Dương Lan Ngọc. Ngọc nữ khẳng định vợ sẽ tiếp tục đáng yêu, chơi hết sức và chắc chắn không thể thiếu những màn chơi dơ không hồi kết. "Các anh ơi, năm nay em đã rèn luyện được thể lực rồi nên sẽ chơi bằng chính thực lực của mình, nên các anh hãy yên tâm", Lan Ngọc nhắn nhủ đến nhan cast. Nữ diễn viên cũng cho biết cô sẽ có bao nhiêu chơi bấy nhiêu. Tiếp đến là Thỏ Trắng Trung Phạm. Nam ca sĩ nhấn mạnh ở Running Man, chơi là chạy, anh đã trưởng thành và nhất quyết không tin ai ngoài chính bản thân mình.
Mọi người toàn dối trá, thảo mai và lừa lọc thôi. Thì mùa này các bạn xạo đi, Trương sẽ chơi dơ hơn năm ngoái, Thảo Trang nhắn nhủ. Khi được hỏi có muốn nhắn điều gì đến nhà cast hay không, Trương Phạm thể hiện sự nguy hiểm. Nếu không muốn bị Trương xé bản tên, các bạn hãy mau năn nỉ Trương đi. Thế nhưng ngay sau đó, anh lại dí dỏm nói rằng dù nắm được điểm yếu của dàn cast, nhưng ra ngoài không biết có xé được bản tên của ai không. Quan trọng hơn cả là niềm vui, bởi Running Man mang đến tiếng cười cho mọi người. Tôi hy vọng năm nay, dàn cast hãy cùng nhau đoàn kết để xây dựng chương trình, chơi hết mình và mang đến tiếng cười cho khán giả. Running Man Việt Nam mùa 2 sẽ không chỉ ở trong nước mà còn ra quốc tế với những khung cảnh tuyệt vời, Trương Phạm nói thêm. Thế nhưng Ngô Kiến Huy đã chắc nịch rằng năm nay Thỏ Trắng Thỏ Đen trở lại với một diện mạo mới, bởi cả hai đã trở thành thỏ rừng chứ không là thỏ nhà nữa. Chúng tôi bây giờ chỉ có cơ bắp và sẽ lợi hại hơn xưa, cải thiện thành tích của mình, Ngô Kiến Huy thể hiện sự quyết tâm. Mặc dù thân nhau như thế, nhưng khi vào cuộc, liệu Thỏ Đen, Thỏ Trắng có còn giữ mối liên kết này hay không? Mầm non giải trí Liên Vĩnh Phát nhắn nhủ đến nhà cast mới rằng nếu muốn sống lâu ở Running Man thì đừng tin nhai hết. Có lẽ đây là kinh nghiệm xương máu rút ra được sau một mùa bị đè ra xé bản tên quá nhiều từ bé bỉnh. Anh cũng không quên gửi lời nhắn đến mọi người. Tôi chỉ mong mùa 2 mọi người sẽ là một team mới, cùng mang đến một chương trình Running Man mùa 2 thật bùng nổ để khán giả tận hưởng quả ngọt này. Dàn cast, ekip sản xuất, nhà đầu tư đều đang dồn hết tâm huyết cho chương trình. Mong là chúng tôi sẽ nhận được sự yêu thương từ khán giả. Xá, rap muối tiêu, đây là slogan của Trương Thế Vinh khi trở lại với Running Man Việt Nam mùa 2. Qua biển nói, năm nay anh sẽ không nhường nữa. Năm nay, tôi tự tin với thân hình và đôi tay của mình. Nếu một đấu một, tôi sẽ xé hết. Là một trong hai bóng hồng của chương trình năm nay, Thủy Ngân phân vân giữa việc liên minh với Lan Ngọc hay không tin ai cả. Khác với hình ảnh bánh bèo thường thấy, Thủy Ngân rất tự tin ở sự mạnh mẽ của mình ở game show này. Thay vì lươn lẹo, Thủy Ngân sẽ chơi với 100% năng lượng và đôi khi sẵn sàng ăn gian một xíu. Nữ diễn viên cũng gửi lời nhắn nhủ tới các cast nam, hãy cứ thoải mái chơi công bằng, không cần nhường nhịn cô, nhưng xin hãy nương tay. Jack, em út của gia đình Running Man Việt Nam mùa 2, biết rõ lợi thế của mình, thế nên anh chàng không sợ làm mất lòng ai, kể cả các cast nữ. Nếu Jack không nhường, chắc các chị cũng không giận đâu, vì Jack nhỏ nhất mà. Nam ca sĩ hồn nhiên chia sẻ. Quan điểm của Jack khi tham gia chương trình đó là phải tự lo, tự cứu lấy mình thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin 24h trên kênh ống kính Hậu Trương. Và đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để cập nhật những tin tức mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.